Dạ vâng, kênh audio Nhất Long cơ sở 2 xin kính chào tất cả các bác đã đam mê audio trên toàn quốc. Xin cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian cũng như là quan tâm đến kênh của Nhất Long Audio cơ sở 2. Và đây là một trong những kênh chuyên test và giới thiệu những sản phẩm mới nhất của bên em. Và clip ngày hôm nay cửa hàng bên em lên sóng cũng như là giới thiệu cho quý vị và các bạn một combo hát karaoke đến từ đôi loa Bose có model là 301 Series 3 và ghép cùng với lại chiếc âm ly Jaguar có model là PA506L. Và sau đây em sẽ tiến lại gần hơn để quay cũng như là cận cảnh từng chi tiết độ sắc nét của combo này để cho quý vị và các bạn cùng đón xem. Dạ vâng, cũng như là chiếc màn hình nhỏ quý vị các bạn, đây là đôi loa Bose có model là 301 Series 3 chuyên phục vụ cho các bác là hát karaoke ạ. Đôi loa là về với cửa hàng bên em trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhá. Vân gỗ là cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đôi loa là sử dụng với là một bát 20cm ạ. Và hai chép các bác nhá. Đôi loa là cho ra một chất âm là cực kỳ là hay luôn ạ. Được rất nhiều các bác trong giới audio cũng như là âm nhạc là đánh giá là cực kỳ là hay luôn ạ. Đôi loa là cực kỳ là đẹp các bác nhá. Và tiếp đến là một chiếc âm ly không thể thiếu so với gọi là ghép với lại chiếc đôi loa Bose. Là đó là âm ly của hãng Jaguar có model PA506L. Chiếc âm ly này là vang liền các bác nhá. Vang liền ạ, lúm béo ạ. Và các bác là chỉ việc sắm cho em một chiếc âm ly này với lại một đôi loa là các bác là đã có thể là hát karaoke rồi đấy ạ. Các bác là có thể là cắm trực tiếp dây mic vào đây là các bác có thể hát karaoke, cũng như là các bác là không cần phải là lâng tiếng hay là không cần phải thông qua bất cứ một cái gì nữa ạ. Hoặc lên thì các bác có thể là sắm cho em một bộ mic không dây là các bác là có thể hát cùng với lại combo này rồi đấy ạ. Đây là một trong những combo là các bác là trong hát karaoke là cực kỳ là yêu thích ạ. Và đôi loa này cửa hàng bên em là đang bán cho các bác với cái giá là 15.500.000 đồng các bác nhé. 15.500.000 đồng là cửa hàng bên em đã bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác rồi đấy ạ. Và tiếp đến là chiếc âm ly Jaguar có model là 506L là cửa hàng bên em đang bán cho các bác với giá là 19 triệu các bác nhé. Và cái giá em thông báo là bên em đã bao gồm phí ship toàn quốc cho các bác rồi đấy ạ. Các bác là chỉ việc là mang về và cắm vào và nghe nhạc hát karaoke thôi ạ. Và sau đây em sẽ mời quý vị và các bạn cùng thẩm qua một chút về chất âm từ một combo này ạ. Con trai hát
gọi con gái đắm say tiếng chờ anh về.